Cường à. Rồi. Không có nhiều là đuổi đọc muốn lại mà ông đi
Cô ơi, cô có sao không cô ơi? Cô ơi, cô ơi. Không, mẹ con làm sao đấy? Cô ơi, cô ơi. Cô có sao không cô ơi? Cô ơi, cô ơi. Cô ơi, cô ơi. Cô ơi, tỉnh đi cô ơi. Cô ơi. Cô ơi. Dậy đi cô ơi. Cô ơi. Cô ơi, cô ơi. Chơi. 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 Chơi, tỉnh cho chị ơi. Chơi. Chơi dậy đi chị ơi. Chị sao lại bị ở đây này? Chị làm sao mà ngã ở đây này? Chơi. Tỉnh chưa? Sao chị lại nằm đây này? Đầu bị làm sao này? Hả? Chơi. Chị thấy sao đấy, trong người sao đấy? Sao đấy? Hả? Đau đầu á? Đầu này bị làm sao này? Thế. Chị ngồi dậy được không? Ngồi dậy lên đi. Chị ở đâu về đấy? Bây giờ thấy sao? Thấy trong người sao? Đau đầu. Đau đầu. À, em ở tận đâu? Thế bây giờ về được không? Bố mẹ đâu hết rồi? Bố mẹ. Chồng em đâu? Sao hai mẹ con lại một mình ra đây ngã này? Chồng em đi theo gái rồi. Thế à? Nào, nào đi đâu con? Ừ? Thế bây giờ em đi về nhà hay đi đâu đây? Em đi ngoài con ăn. Thế à? Đầu như này làm sao mà đi được? Không, hay để anh đưa em đi nhá. Đi được. Đi được à? Đầu này có đi được không? Anh nhìn như này có khả năng sợ tí lại ngã không? Em đứng dậy xem nào, đứng dậy xem nếu mà đi được thì đi. Còn cả con bé nữa, làm sao mà đi được? Sao? Có đi được đâu? Đi được đâu? Đi thế này. Đấy. Thôi hay thôi, không đi được thì về nhà anh nhá. Anh đưa về nhà anh nhá. Nghỉ ngơi đã xong xem như nào rồi đi về sau nhá. Chân cũng đau à? Đợi đợi để anh quay xe đã, thế đấy. Đợi bác nhá, đợi bác nhá. Em bé ngoan nhá. Nhá. Đây, ngồi lên xe này. Anh cho. Bé ngồi lên đây nhá. Em cũng lên, bố nó ngồi đi, ngồi lên xe đi. Ngồi yên nhá. Ngồi yên nhá. Cẩn thận nhá. Làm sao phải bảo đi nhá. Ngoan nhá.
con như nào rồi? Có thể đỡ đi nằm chưa? Này, nước nhá. Còn khăn nữa, khăn nước uống nước nhá. Một để ăn tí nhá, uống nước cái nhá. Sao nhiều à? Uống nước đi, xong rồi nghỉ ngơi đấy. Cứ hoàng hoàng không sao đâu. Đây nhà anh. Nếu mà bị sao thì bảo anh để anh còn biết đường lấy thuốc thang cho nhá. Này bị ngán đâu chưa? Hai hôm phải xem kiểm tra đi, ra bác sĩ kiểm tra xem đầu như này thì mình phải xem nó bị làm sao, còn phải có phải đi chụp chiếc thì không nhé. Cố gắng xem đầu biết như nào thì có gì bảo anh. Bác cho nhá, cho em bé uống nước nhé. Uống nước đi đấy. Khát nước lắm rồi, để cho con nằm sóng xoài ở đấy cùng dựa ngoài đường ấy. Muốn đi không? Khát nước lắm rồi à? Ừ. Khát nước lắm rồi à? Ừ. 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 Đi nhá. Ừ. Đấy. Ừ. Ôi, bẩn chứ. Thôi. Em cũng uống nước vào đi, có khi người nóng phải uống nước vào cho nó giảm nhiệt xuống. Uống nước đi. Cho nó uống đi. Vẫn đòi uống nữa à? Uống này nhá, không được nghịch nhá. Vừa cốc cho bác nhá. Nhá. Có đói không? Để anh xem lấy quả cho ăn nhé. Này, bác cho quả ăn nhá. Này. Này, cho em bé nhá. Ăn quả đi. Này, em ăn đi. Hay là đói quá đấy. Đói quá mới lả người đi đấy. Ôi, sao con lại vứt vào đây? Này. Không ăn được à? Ừ. Chưa có răng đâu phải không? Bé được mấy tuổi rồi? Một tuổi. Một tuổi bố đã đi theo gái rồi. Ừ. Chết này. Không quen à? Không quen không ở được à? Vào nhà đi. Sao ấy? Ai đấy anh? À, em này, hai mẹ con này anh gặp ngã ở ngoài đường nên anh đưa về đây. Con riêng của anh đúng không? Ờ. Em nói kiểu gì ấy? Sao đây lại đi hai mẹ con này về làm gì? Gặp ngoài đường người ta ngã. Ngoài đường ngã thì phải đi chặt xa, sao lại dẫn về nhà?
Bây giờ người ta băng bó giết hết rồi thì mình lấy về đem về. Anh phải lấy đi chạm chứ sao lại để ở đây? À, có đây con riêng của anh không? Nói kiểu gì ấy? Người ta gặp nạn thì mình người tốt mình phải giúp đỡ người ta chứ. Đường đường em ở đâu ấy? Cơ mà. Sao lại về đây? Đây là chồng chị nhá. Một cười vào nhà quát người ta ầm ầm như này. Ngồi xuống đây bình tĩnh như nào. Có phải giả vờ giả vị là đây là con riêng đúng không? Anh dẫn về nhà làm gì? Một cười. Trả được câu nào? Bảo em nhá, đây là chồng chị nhá, chứ không phải là ai khác đâu. Đây là nhà chị, sao anh lại dẫn em này về làm gì? Người ta gặp nạn thì mình là người tốt, mình giúp người ta. Gặp nạn thì em ngã thì phải lấy đi chạm xá, sao lại lấy về đây? Cười, bây giờ đi chạm xá thì người ta băng bó rồi, bây giờ chẳng qua thấy người ta như thế thì mình giúp đưa vào nhà ngồi nghỉ ngơi một tí, người ta khỏe thì lại cho đi cũng được, có làm sao? Không được. Nói thế mà được à? Phải giải thích rõ ràng thì chị mới cho đi được. Em buồn cười, người ta như thế mà không giúp người ta đi. Em buồn cười. Nếu giả sử như em ấy, em mà đi thấy người ta nằm như thế, chả nhẽ em lại không cứu người ta đâu. Thế anh bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần vẫn như này về rồi? Thì người ta là cán bộ thì người ta phải giúp dân còn gì nữa. Cái này trách nhiệm của mình. Nhưng mà đây có phải con riêng của anh không? Con riêng thì con riêng, vừa mới đặt bây giờ. Con riêng của anh không? Vừa đặt hôm nay là đầu tiên, con riêng thì mấy lần rồi chứ không phải một hai lần đâu. Thế nhưng là mẹ em cũng nghĩ là con riêng của anh. Chết đâu được. Bây giờ em không nghe nữa. Đuổi hai mẹ con này đi ra ngoài đi. Người ta đau thì cho người ta nghỉ đi. Em ơi, bình tĩnh lắm. Cứ ngồi đây lại. Em buồn cười là đi ra ngoài. Em buồn cười. Đi ra khỏi nhà. Để người ta ở lại một tí nghỉ ngơi cũng có làm sao. Anh đừng mà có đáng nhá. Anh mấy lần rồi. Người ta như thế. Đây là nhà của em, anh không được phép dẫn ai về đây cả. Mày buồn cười. Em anh thích thì anh đi ra nói đi. Em quá đáng cửa thôi. Không làm như thế được đâu. Từ nãy rồi đấy. Không quay luôn ai là được. Đó, lớn cho nó đây.